Bây giờ ta bắt đầu vào bài tập số 1. Nội dung của bài tập số 1 như sau. Tích của hai số là 1932. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 8 đơn vị thì được tích mới là 2604. Tìm hai số đó. Các con nghe lại nhé. Tích của hai số là 1932. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 8 đơn vị thì được tích mới là 2604. Tìm hai số đó. Đấy là phần A. Còn phần B thì sao? Tích của hai số là 1692. Nếu bớt đi ở thừa số thứ hai 17 đơn vị thì được tích mới là 893. Tìm hai số đó. Ở bài trên thì thừa số thứ nhất thêm 8 đơn vị. Còn ở bài thứ hai thì bớt thừa số thứ hai 17 đơn vị. Khi bớt và ghi thêm thì nó có sự thay đổi như thế nào? Cô trò mình cùng giải bài toán nhé. Ta cùng vào phần A trước. Khi thêm 8 đơn vị vào thừa số thứ nhất thì tích sẽ thay đổi thế nào? Khi ta thêm 8 đơn vị vào thừa số thứ nhất thì tích sẽ tăng 8 lần thừa số thứ hai. Tại sao cô lại lập luận như vậy? Các con thử nhìn xem có đúng hay không nhé. Bây giờ cô phân tích bằng cấu tạo số để các con sẽ dễ dàng nhìn thấy này. Cô có tích ban đầu, số thứ nhất là A, số thứ hai là B. Thì tích ban đầu của chúng sẽ là 1932. Đấy là tích ban đầu. Bây giờ thừa số nào giữ nguyên và thừa số nào tăng? Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 8 đơn vị, như vậy thừa số thứ nhất là A được cộng với 8. Rồi nhân với thừa số thứ hai là B. Khi đó chúng mình sẽ được tích mới là 2604.